Thế mới biết cuộc đời con người thật là vô thường. Mới hôm qua anh còn mạnh khỏe, vui vẻ, đi lại nói cười. Ấy thế mà hôm nay anh đã nằm im bất động, làm cho vợ con, gia đình và cả giáo xứ hết sức xôn xao, xúc động, nghẹn ngào. Nỗi đau thương vô hạn của người vợ trẻ bị mất chồng. Cuộc sống đang êm đềm hạnh phúc, mọi người trong gia đình đang sống vui vẻ bình an, thì tai họa từ đâu ập đến, đã cướp mất người chồng thân yêu của chị, cướp mất người bố kính yêu của các con, cướp mất người thân yêu của cả gia đình. Một nỗi buồn, một nỗi đau thương vô hạn đang bao phủ cả gia đình. Người vợ trẻ gào khóc thất thanh gọi tên chồng. Các con nước mắt nhạt nhòa đứng bên thi hài của bố. Cả gia đình chìm ngập trong đau thương, nuối tiếc. Anh du xe Nguyễn Quốc Duy Quang, sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Anh chẳng may bị tai nạn rủi ro. Mặc dù anh đã được các y bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc cứu chữa, nhưng anh vẫn không qua khỏi. Anh đã chút hơi thở cuối cùng. Anh đã tạ thế hồi 3 giờ 0 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2024. Anh hưởng dương nơi trần thế 36 tuổi. Anh ra đi để lại người vợ trẻ trung xinh đẹp và những người con mà anh hết lòng yêu quý. Anh mất rồi em gánh hết nỗi đau, còn chi nữa mà mong ngày gặp lại. Duyên đang thắm sao nỡ rời xa mãi, kẻ âm dương nay đã trái nghịch đường. Anh mất rồi em vò võ thương nhớ, lá đan xanh sao vô thường lại rụng. Đành cướp mất người chồng chung chăn gối, để cô đơn trên muôn lối cuộc đời. Nơi khuê phòng nước mắt bẽ vàng rơi, anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Vành tang trắng em âu sầu lặng lẽ, tiễn đưa anh trên đất mẹ quê nhà. Chết lặng người tin anh rời xa mãi, khi hạnh phúc rất gần mà em đợi, nhưng bất hạnh đã vô tình tìm tới, để con tim tan nát gửi xuống mồ. Anh đâu rồi gọi hoài trong lạc lõng, giữa đêm thâu thăm thẳm chẳng bóng hình. Anh nơi nào mà cứ mãi lặng thinh, sao bỏ nửa cuộc tình không nuối tiếc. Lời thề xưa nói yêu em tha thiết, mãi bên nhau luôn trinh tiết trọn đời. Mà bây giờ gối lẻ một mình thôi, trong hoang hoải gọi chồng ơi nào thấy. Lửa cuộc tình chồng vội vàng bỏ đấy, vội vàng đi chồng có thấy cô đơn. Đang yên vui sao bỗng chốc dỗi hờn, để lại em nửa đường đời gian dở. Trách chi ai, trách cuộc đời số phận, trách cho trời nỡ gieo cảnh chia ly. Để con đường kẻ ở nhớ người đi, muốn gọi tiếng chồng ơi lấy gì gọi. Giữa đêm trường nhìn xa xăm đêm tối, anh đi chẳng nói một lời, bỏ em ở lại đơn côi chốn này. Xót xa thân liễu yếu gầy, bờ vai em dựa từ nay chẳng còn. Xa anh lòng dạ héo hon, âm dương cách biệt mỏi mòn nhớ nhung. Từ nay xa cách muôn trùng, chẳng còn đâu nữa những ngày sánh đôi. Anh đi con hóa mồ côi, em thành quả phụ nẻ noi một mình. Đấy ai chia sẻ tâm tình, tìm đâu để thấy bóng hình của anh. Kênh Công giáo Thái Bình xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, xin được gửi tới gia đình lời thành kính phân yêu, lời chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng nhân từ, nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, xin Chúa tha thứ mọi nỗi lầm cho linh hồn du xe, và xin Chúa mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn du xe về bên Chúa là nước hằng sống muôn đời. Này Chúa, xin Chúa an ủi, xin Chúa ban sự bình an,
Xin Chúa lau khô những giọt lệ buồn. Xin Chúa ban ơn thêm sức để gia đình tang quyến nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương mất mát quá lớn lao này.